Xin kính chào quý vị và bà con. Trên ảnh mây vệ tinh thì nhiều vùng biển phía nam của nước ta đang có mây dông phát triển và gây mưa. Dự báo là vùng biển từ Ninh Thuận trở xuống đến Cà Mau ra ngoài khơi giữa và Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, trời mưa dông rải rác, đề phòng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió ở đây là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và độ cao sóng là từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra thì phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, do ảnh hưởng của cơn bão Doxury, chiều nay thì gió cũng mạnh dần lên là cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Hiện tại thì cơn bão đang hoạt động ở gần Biển Đông. Dự báo là 2 đến 3 ngày tới thì bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc, cường độ mạnh là cấp 13, 15, giật cấp 17. Nhiều khả năng là bão sẽ không đi vào đất liền của nước ta, nhưng cũng gây gió mạnh và sóng lớn ở trên biển. Trong khi đó thì khu vực Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi quanh huyện đảo Hoàng Sa, chiều nay trời chỉ mưa dông vài nơi, trong ngày vẫn có nắng, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km. Trên đất liền Trung Bộ, chiều nay Bắc miền Trung, trời chủ đạo sẽ là nắng, có Thanh Hóa và Huế nắng nóng là 35 độ. Còn ở phía Nam miền Trung, chiều nay trời sẽ có mưa dông. Trước khi có mưa thì trời vẫn tạnh ráo và có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 32 đến 34 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.